Ngô Thư Hân là diễn viên Hoa ngữ được yêu thích sau khi góp mặt tại bộ phim Bạn trai vi diệu của tôi và Trạm kế tiếp là Hạnh phúc. Ngô Thư Hân còn gây chú ý khi đăng ký tham dự chương trình Thanh xuân có bạn hai. Điều khiến nhiều người dở khóc dở cười chính là tính cách điệu đà qua lố của cô nàng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1995 còn là người ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Chính bản thân Ngô Thư Hân cũng là cổ đông cho một công ty của mình sáng lập ra và là người có quan hệ rộng rãi với nhiều tên tuổi trong showbiz. Ngô Thư Hân, Bạch Phú Mỹ chính hiệu. Nhiều người thắc mắc không biết Ngô Thư Hân tham gia showbiz vì điều gì, bởi chính bản thân cô cũng đang rất thành công với con đường riêng của mình, hay đối với cô, đóng phim là một cuộc dạo chơi nghiêm túc. Ngô Thư Hân sinh trưởng trong một gia đình giàu nứt nố đổ vách. Riêng mẹ cô đã là chủ nhiều cơ ngơi bất động sản lớn, từ địa ốc đến khách sạn. Bản thân Ngô Thư Hân cũng là người thừa hưởng máu kinh doanh của gia đình, nên ngay từ khi tốt nghiệp xong, nữ diễn viên đã tự mở công ty riêng và trở thành cổ đông lớn nhất, sau đó đầu tư vào nhiều công ty lớn nhỏ khác. Ở tầm tuổi như Ngô Thư Hân so với người cùng trang lứa thì chính bản thân nữ diễn viên cũng đã có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước và chưa làm được. Chính vì là một thiên kim tiểu thư thành công trên đỉnh cao cuộc sống như thế, lại lựa chọn rẽ sang hướng lĩnh vực diễn xuất, lại là điều ai nấy cũng tò mò. Ngô Thư Hân bước chân vào showbiz năm 2015 cùng vai diễn đầu tay trong Tân Biên Thành Lãng Tử. Một năm sau đó, cô nhanh chóng nhận được vai chính trong phim Hoa Lạc Lưu Niên, vai phụ trong Quân Sư Liên Minh. Cô nàng còn tham gia bộ phim Ngôn Tình Ngọt Ngào cùng với diễn viên Thái Lan Mike trong Bạn trai vi diệu của tôi 2. Đầu năm 2020, Ngô Thư Hân nhận được rất nhiều thiện cảm của khán giả khi vào vai Thái Mẫn Mẫn trong Trạm kế tiếp là Hạnh phúc. Cũng nhờ vai diễn này, tên tuổi của cô lại được vang xa hơn. Ngoài đời, Ngô Thư Hân là một người khá thoải mái, hòa đồng vui vẻ. Cô có cuộc sống khá dư giả. Chính vì vậy, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên 9X thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh đi du lịch, check-in tại các địa điểm sang chảnh. Phong cách ăn mặc nữ tính cùng hàng hiệu cao cấp luôn được diện trên người Ngô Thư Hân mỗi khi cô xuất hiện. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng. Dù đã là một người nổi tiếng sẵn, nhưng khi tham gia chương trình Thanh xuân có bạn hai, Ngô Thư Hân lại càng thêm vang danh gấp bội, bởi vì bên cạnh tài năng vũ đạo, ca hát được rèn luyện chăm chỉ tích cực của mình, cô còn mang đến nhiều tranh cãi về tính cách. Cư dân mạng cho rằng cô quá điệu đà, bánh bèo và biểu cảm quá lố. Thế nhưng, thị phi thì mặc thị phi, Ngô Thư Hân vẫn tỏ ra lạc quan và không mấy quan tâm đến những chỉ trích ấy. Cô chăm chỉ tập luyện và theo đuổi đam mê. Ngày 26 tháng 9, bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên công bố diễn viên chính là Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Ngô Thư Hân vào vai nữ biên tập sách Sơ Lễ, còn Đinh Vũ Hề sắm vai tác giả tiểu thuyết nổi tiếng Chú Xuyên. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng xoay quanh câu chuyện về nữ chính Sơ Lễ với tình yêu, nhiệt huyết dành cho công việc xuất bản của mình. Dù từng bị hiện thực của việc xuất bản làm cho thất vọng, cô không ngừng phấn đấu vì các tác giả và tác phẩm. Tác giả tiểu thuyết và nữ biên tập tạo nên câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia. Sau khi poster đầu tiên của hai nhân vật chính là Đinh Vũ Hề và Ngô Thư Hân được tung ra, khán giả đã ngay lập tức dành lời khen ngợi cho phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi này. Đinh Vũ Hề chiếm được tình cảm của khán giả sau vai nam chính Hàn Thước trong Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn. Dù cách kiểm soát biểu cảm của Đinh Vũ Hề có phần chưa được chuyên nghiệp, điều khiến khán giả phát cuồng là anh có tương tác rất tốt với bạn diễn nữ. Đặc biệt, tính cách anh chàng ngoài đời cũng rất vui vẻ, lầy lội, chẳng thua kém gì cô bạn Thư Hân. Vừa công bố diễn viên chính chưa đầy một ngày, tối 26 tháng 9, ekip sản xuất phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng đã để lộ luôn hình ảnh của Đinh Vũ Hề và Ngô Thư Hân tại phim trường. Trong đoạn clip được chia sẻ trên Weibo, cặp đôi đang có mặt tại một trung tâm thương mại để ghi hình phim mới. Không nằm ngoài dự đoán, Ngô Thư Hân xuất hiện với ngoại hình siêu dễ thương, đốn tim người hâm mộ bằng nụ cười duyên dáng. Thế nhưng Đinh Vũ Hề lại khiến khán giả giật mình khi diện bộ vest đen già hơn tuổi thật. Có lẽ vì muốn nam chính ra dáng một tiểu thuyết gia nổi tiếng mà tổ tạo hình đã cho Đinh Vũ Hề mặc trang phục free size, khiến anh chàng trông cứ như đang bơi trong bộ vest vậy. Hình ảnh đối lập của Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề tại phim trường đã trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng. Nữ chính trông nhí nhảnh trẻ trung, còn nam chính lại quá chững chạc. Phải chăng đạo diễn đang muốn xây dựng chuyện tình chú cháu trong Khúc Biến Tấu Ánh Trăng? Cư dân mạng đánh giá Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề đều có khiếu tấu hài ngang nhau. Sự hợp tác của cặp đôi diễn viên dự kiến sẽ biến Khúc Biến Tấu Ánh Trăng dù lãng mạn đến đâu cũng thành một bộ phim hài hước.
các fan hâm mộ của cả hai, bởi vậy nên rất tò mò liệu chàng Lầy và nàng Lố gặp nhau sẽ tạo nên một chuyện tình như thế nào đây. Khúc Biến Tấu Ánh Trăng đang ghi hình và chưa dự kiến lịch phát sóng. Trước đó vào tháng 6, báo chí Hoa Ngữ bắt đầu đưa tin dự án Thơ Ngây Từng Làm Mưa Làm Gió hồi những năm 2005 sắp được tái sản xuất. Và hai gương mặt được gửi vàng đều đáng bất ngờ nhưng cũng đáng trông đợi không kém, chính là cô nàng đình đám đến từ show Thanh Xuân Có Bạn, Ngu Thư Hân và trai đẹp Vương Tử Dị. Trước thông tin này, khán giả bày tỏ sự háo hức, mong chờ diễn xuất của Ngu Thư Hân thay vì ác cảm với những scandal trước đó của cô nàng. Có thể thấy, lý do là vì diễn xuất của Thư Hân trong những tác phẩm trước như Thiếu Chủ, Đi Chậm Thôi và Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc đều khá dễ chịu, thanh thuần. Một vài ý kiến còn cho rằng hình tượng của nữ tân binh này còn khá phù hợp với tạo hình nhân vật tương cầm trong Thơ Ngây. Đồng thời, cô nàng cũng là một fan cuồng của Lisa, vô cùng đáng yêu, chiếm được nhiều thiện cảm của người xem. Đồng thời, với khả năng diễn xuất gọi là đang tiến bộ, khá là dễ hiểu khi nhiều người trông đợi cô sẽ trở thành viên tương cầm thứ hai sau Lâm Y Thần. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!